Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 975 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 974 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nghi Dương, bạn Nguyễn Thị Bích Tuyền và bạn Phan Thúy Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở cần thơ hiện tại bây giờ thì bạn đã lấy chồng và sinh sống tại đồng nai bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê nhà của bạn ở cần thơ và câu chuyện này là do những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua các bạn bạn kể rằng là nhà của bạn ha nhà ba mẹ của bạn là sát bên có một cái miếng đất mà cái miếng đất này trước đây là của ông út của bạn là ông út ruột luôn nha thì nhà của ông út bạn á là đối diện với lại cái miếng đất này mà hồi đó khi mà ông út chưa bán cho người ta ông út vẫn còn là chủ sở hữu á thì cái miếng đất này ông để không các bạn hoàn toàn không có lãm gì cả với lại cũng không có cất nhà lên gì cả thì lúc đó là hoàn toàn bình thường không có cái gì hết người ta không có thấy ma thấy quỷ gì cả nhưng mà sau này khi mà ông út của bạn á là bán lại cho một cái người bạn để mà người bạn đó xây dựng lên một cái nhà máy sấy lúa thì bắt đầu xảy ra chuyện thì hồi đó là khi mà người ta gặt lúa xong đó các bạn Thì người ta sẽ phơi lúa ha nhưng nếu mà bị trời mưa đó là người ta sẽ không có phơi lúa được Thì cái hạt lúa bị ẩm rồi bị nảy mầm Thành ra là lúa hư hết Thì lúc này á, là người bạn của ông Út thấy vậy Muốn mở một cái nhà máy xây lúa Thì người bạn của ông Út mới nói với ông Út rằng á, là thôi bây giờ á ông bán lại cái miếng đất đó cho tôi đi rồi tôi sẽ xây lên một cái nhà máy xấy lúa để cho bà con á là đem lúa tới để mà bà con xấy ha thì lúc này ông út mới đồng ý bán lại cho người bạn của mình khi mà mua xong rồi á thì ông này mới lại xây dựng một cái nhà máy lên và khi mà xây xong ha thì vợ của ông này á là rất là tin các bạn cho nên nó là cúng kiến rất là thường xuyên thì lúc đó là nhà máy xấy lúa này á làm ăn rất là được luôn. Người ta đem lúa lại để mà xấy rất là nhiều các bạn làm ăn được dữ lắm. Nhưng mà chỉ được khoảng hơn một năm thôi, gần hai năm, năm mấy gần 2 năm. Thì do là cái bà chủ á, là bà mất các bạn. Khi mà bà mất á, thì thời gian đầu á, là có cô con gái của ông bà qua cúng nhưng mà sau đó riết rồi cô này cũng không qua cúng luôn thì từ khi mà không cúng á là bắt đầu nhà máy này làm ăn không có còn được như xưa nữa mà càng lúc càng vắng càng lúc càng vắng và cũng từ đó đó là vong trong nhà máy này quấy phá rất là dữ các bạn có rất là nhiều người thấy và những cái người mà người ta tối ngủ lại để mà giữ nhà máy á là hay thấy hay bị đuổi dữ lắm cho nên riết rồi đó là người ta cũng nghỉ người ta không có làm hoặc là người ta chỉ làm ban ngày thôi ban đêm là người ta về chứ người ta không có ngủ lại tại đó thì cái lần đó đó là cái ông chủ này á là có nhận vô ba người thì kêu ba người này á là ngủ lại tối để mà giữ nhà máy đi thì ba ông này á là cũng có nghe nói rằng á là trong đây có ma nhát dữ lắm cho nên á là một trong ba ông rất là sợ cái ông này ổng sợ ma dữ lắm thành ra là khi mà ông nghe những cái chuyện đó thì ổng sợ ổng mới nói với hai người kia nói rằng là ê tụi bay tối nay ngủ á tụi bay cho tao nằm chính giữa nha đừng cho tao nằm ở ngoài bìa tao sợ dữ lắm tao là tao sợ ma nhất luôn tụi bay cho tao nằm chính giữa nha thì hai ông kia cũng có nghe nhưng mà hai ông kia dạng giống như là cũng không có tin đó các bạn cho nên nó là khi mà nghe bạn mình nói á thì cũng đồng ý cho cái thằng cha này nằm chính giữa nhưng mà ai về đâu á là Mặc dầu đã nằm chính giữa rồi Cứ tưởng là được an toàn rồi Nhưng mà cái ông này á, là lại bị ma nhét Thì ông kể rằng á, là cái đêm đó Ông ngủ nha, đang ngủ rất là ngon Cái tự nhiên ông nghe cái gì mà Bịch, 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 bịch Thì ông mới giật mình thức dậy Và trong nhà máy có mở hai cái đèn sáng như lắm Một cái đèn trước, một cái đèn sau Thì lúc mà ông giật mình thức dậy á, Là ông nhìn ra, ông thấy có một bà mà cái bà này á là bà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng Nhưng mà bà chỉ có một cái chân thôi Còn một cái chân của bà là bị cụt các bạn Trên tay của bà đó là một tay bà ẩm một đứa con nít mà cái bà này cái gương mặt rất là kinh dị nha Thì bà ta đang do là bà chỉ có một chân Thành ra là bà chỉ nhảy thôi Thì khi mà bà nhảy là phát ra cái tiếng bịch 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 vậy đó Thì lúc này ông nào cũng nhìn thấy ông rất là sợ các bạn cho nên đó là ổng muốn kêu hai người bạn của mình Nhưng mà ổng không có kêu được Cái miệng của ổng là cứ ú ớ ú ớ tay chân đó là không có nhúc nhích được ổng muốn lấy cái tay để mà kêu hai người bạn của mình đang nằm hai bên đó mà vẫn không có làm được thì cái bà này càng lúc bà càng nhảy lại gần cứ nhảy bịch 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 thì cái lúc mà lại gần rồi á thì bà mới nói với lại cái ông này rằng á là ê mày ở đâu tới đây ai cho mày nằm đây đây cút cút không có được nằm đây nữa cho tao cúp cho tao mà cái bà này á là bà vừa chửi mà cái mặt của bà rất là dữ nha thì ông đó ông sợ quá ông sợ quá mà tay chân là cứng ngắc rồi miệng là không có nói được gì trơn á cho nên cứ ú ớ ú ớ vậy nè thì hên làm sao á là có một người bạn hả là giật mình là do nghe cái tiếng ông này ú ớ cho nên nó là ông bạn này giật mình dòm qua thì thấy người cha này đang ú ớ vậy nè thành ra là mới ngồi dậy mới giả vô mặt ông này để mà kêu này dậy thì khi mà bị bạn mình giả đó, thì ông này nhìn thấy cái bà này biến mất tiêu cho nên đó là lúc đó ông mới ngồi bật dậy được thì khi ngồi bật dậy là người ông rất là mệt và đổ rất là nhiều mồ hôi thì ổng mới kêu bạn và kêu cái thằng cha bên đây đang ngủ á, là kêu dậy luôn bắt đầu mới kể nói trời ơi trời tao mới thấy vậy đó thấy ghê quá thấy ghê quá thì kể lại cho hai người bạn mình nghe thì bắt đầu ba ông thức cho tới sáng luôn đâu dám ngủ đâu các bạn cho tới sáng hôm sau thì ba ông này mới nói với lại cái ông chủ của nhà máy nói rằng là thôi À, không có ngủ lại đâu chỉ làm á là làm ban ngày thôi rồi chiều về chứ không có ngủ lại ngủ lại là thấy như vậy như vậy á cho nên sợ không có dám ngủ thì sau đó là ông chủ nhà máy này cũng kêu từ người này cho tới người kia ngủ nhưng mà không có ai ngủ được các bạn cứ bị cái bà này đuổi suốt luôn cho nên cuối cùng á là ông chủ nhà máy á mới qua nói với ông út của bạn tại vì nhà của ông út hoàng á là đối diện với lại cái nhà máy này mà ông mốt của bạn thì cũng lớn tuổi rồi Bình thường á, là nhiều khi tối ngủ không được á. Nhiều khi 3-4 giờ sáng Ông mốt của bạn đi ra ruộng Để mà thăm ruộng rồi Mà ông cũng đã bị ma nhét rất là nhiều lần rồi Cho nên đó là ông út của bạn Cũng không có sợ ma gì mấy các bạn Và cái chuyện mà bên nhà máy á là do trong xóm người ta cũng thấy Cho nên người ta cũng nói cho nhau nghe Thì ông Út cũng có nghe Mà trong khi hồi trước đây miếng đất đó là của mình mà mình có thấy gì đâu sao tự nhiên là sau này lại có như vậy thì ông út là cũng rất là tò mò về cái vấn đề là tại sao cái bà đó lại ở trong đó bà ở đâu tại vì hồi xưa là cái thời chiến tranh thì cái đoạn này chết rất là nhiều người thì lúc mà ông út tò mò như vậy thì cái ông bạn mình mới qua mới nói với ông rằng là thôi ông ơi bây giờ ông nể tình bạn bè nhà của ông là cũng đối diện gần đây sát bên cho nên nó là ông làm ơn tối ông qua ông ngủ ông coi nhà máy giùm tôi nhà tôi thì xa tôi xuống đồ hả tôi lên đồ nó cũng xa xôi thì thôi ông qua ông ngủ giùm tôi đi chứ giờ tôi kêu tụi nó không đứa nào chịu ngủ hết đứa nào ngủ là cũng thấy ma đuổi vậy đó mà thiệt tình tôi cũng không biết là có hay không nữa mà nghe tụi nó nói vậy thấy tụi nó sợ dữ lắm thì thôi bây giờ ông đối diện ở đây ông qua ông giữ giùm tôi được không hồi xưa miếng đất này cũng là của ông cho nên đó là ông giúp giùm tôi được không? thì khi mà người bạn của mình nói vậy thì ông út đấu nở từ chối. với lại ông út cũng rất là tò mò là cái bà nãy đâu ra mà tại sao lại xuất hiện như vậy? sau này xuất hiện như vậy thì ông út của bạn á là mới đồng ý các bạn. khi mà ông út của bạn đồng ý á thì ông út kể rằng á là cái đêm đầu tiên, cái lúc mà qua thì trong nhà máy buổi tối là lúc nào cũng mở hai cái đèn sáng hết một cái đèn trước một cái đèn sau, mở cái phía sau thí dụ như nhà bạn đây nhà máy ở đây thì ở cái phía sau á là có nguyên một cái con sông lớn mé sông nha các bạn thì ông út mới quyết định á là ông út sẽ đi ra tuốt ở ngoài sau là kế gần ngay chỗ cái cửa sau đó là để ông út nằm ở đó thì ngay cái đêm đầu tiên là ông út đã thấy cái bà này đuổi ông ông ngủ được các bạn và qua ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư trong suốt hơn một tuần lễ là ông đều nằm ở đó là đều nhìn thấy bả là bả nhảy cà tưng cà tưng cà tưng vô do có con chân à bả nhảy một tay bả thì ảnh đứa con vô đuổi ông út thì ông mới thấy rằng là trời ơi sao mà thấy bả ông út thì không sợ đâu nhưng mà ông nghĩ rằng là chắc là do bả không có cho bả không có muốn mình nằm cái chỗ này cho nên ông út của bạn mới quyết định á là sẽ dời ra cái kính giữa thí dụ như nguyên cái nhà máy Thì ban đầu ông nằm ở phía cuối thì ông mới quyết định ông dời lên chính giữa ông nằm để mà cho cái bà này không có đuổi nữa thì khi mà ông dời lên chính giữa ông nằm á Thì trong suốt gần 2 tuần lễ Cũng thấy bà nữa các bạn Nói chung là nằm ở phía sau gần 2 tuần lễ Là cũng thấy bà đuổi Nằm ở chính giữa gần 2 tuần lễ Cũng thấy bà đuổi Cho nên nó là ông Út càng lúc càng mệt mỏi Tại vì trong suốt gần cả tháng trời Không ngủ nghe gì ban đêm được hết Mà ban ngày cũng phải đi làm Thành ra là ông Út mới mệt Thì ông Út mới nghĩ rằng đó là ngủ đây cũng được thì thôi để mình dời gần cái cửa ra vô ngay trước á để mình nằm để coi thử coi sao thì khi mà dời ra trước trong vòng mấy ngày cũng thấy cái bà này xuất hiện và đuổi ông út cho nên cuối cùng út mệt quá hết chịu nổi rồi thì ông út mới quyết định đó là đi về bên nhà của mình để mà ngủ chứ ngủ bên đây là bà không có cho bà cứ đuổi hoài cứ nhầm nhắm mắt chút xíu là thấy bà nhắm mắt chút xíu là thấy bà thì ông út mới về mà ở bên nhà của ông út á là có một cái quán cà phê nha các bạn thì không phải là hai cái căn rời nhau nhưng mà dạng giống như là phía trước là bán cà phê rồi ra phía sau á là nhà để mà cho gia đình á là ngủ nghỉ ở phía sau thì ông út của bạn á là do nhận lời người bạn của mình rồi cho nên thay gì là phải ngủ ở phía sau đúng không Thì ông Út mới chọn là ông Út ngủ ở phía trước Ở phía trước là ở gần Ở ngay chỗ cái cửa Bước ra sau là có một cái giường nhỏ Với lại là một cái võng Thì ông Út mới tính rằng là Thôi ông Út nằm ở đây Để mà có thể là À, nhiều khi giữa đêm thức giấc thì mình nhìn qua bên kia mình dòm nhà máy cho bạn mình chứ để mất công quá lặn trộm nó vô ở bên đó thì cũng có lúa của người ta rồi có máy móc nữa thì ông út mới ngủ ở trên cái giường ở trước các bạn thì ông mới kể rằng cái đêm về đầu tiên á là hôm trước là vẫn còn họ ngủ bên nhà máy nha thì qua cái đêm sau là ông út ngủ ở ngay cái giường ở trước thì bà út cũng có văn mùng trong đàng hoàng khi mà đang ngủ ngon lắm đang ngủ cái tự nhiên nghe cái gì kẹt 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 thì ông út mới giật mình mới giật mình thì ông út mới dòm ra thì do là cái giường nó nằm gần cái võng mà trong nhà cũng có mở đèn nữa khi mà dòm ra thì qua cái mùng á là ông út thấy cái bà này các bạn bà đang nằm trên võng mà bả một tay là bả ẩm đứa con của bả bả nằm trên võng mà bả đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại nó cứ kêu kẹt kẹt kẹo kẹt kẹo kẹt vậy đó mà cái lúc ông út dòm qua thì cái bà này bả cũng đang nhìn ông út bả đang nhìn ông út thì lúc này ông út mới nói ông út không sợ mà ông út mới nói rằng là hả trời ơi tôi ngủ bên bển á không có cho tôi ngủ bên bển cho nên hôm nay á tôi về bên nhà tôi tôi ngủ rồi là tôi đâu có đụng chạm gì nữa đâu mà tại sao cũng hả là theo qua bên nhà tôi vậy đó là ý nói là tại sao bà lại theo qua bên nhà tôi vậy tôi đâu còn ngủ bển đâu mà theo qua đây thì khi mà ông nói cái câu đó là cái bà này bà ngồi bật dậy các bạn xong cái bà mới nhảy xuống cái giọng thì khi mà bả nhảy xuống cái võng một cái phật một cái ha là bả bắt đầu nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng nhảy lại đằng giường xong rồi á là một tay bả thì ảnh đứa con nít một tay bả thì dở cái mùng lên rồi bắt đầu bả xông vô trong mùng cái mặt bả bắt cười thấy ghê lắm thì bả mới lấy một tay bả bóp cổ một khi mà bị bóp cổ vậy là ông út của bạn không có la không có là kêu gì được cả không có chống cự gì được cả các bạn mà lúc đó là hai cái chân của ông út á là đập vô giường rầm 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 cái miệng á thì đâu có kêu được cho nên cứ mà bị bóp cổ là ông không thể nào thở được luôn thì lúc này ở phía nhà sau á là hên sao bà út bỏ nghe cho nên nó hả là bà út mới lật đật chạy lên không biết là ông út bị cái gì thì khi mà bà út lật đật chạy lên á thì bà út không có thấy cái bà đó đâu nhưng mà bà út thấy rằng ông út đang nằm trên giường mà hai cái giò đang đập lên giường rầm 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 rồi còn ú ú ú ú vậy thì bà út nghi rồi cho nên bà út mới cầm cái chổi trà ngay chỗ cái góc nhà đó các bạn xong rồi bà út cứ đập đập mà dạng giống như là đập vô bân quơ gần ngay chỗ ông út nằm thôi thì đập nó đi mày đi mày đi mày thì cái lúc mà bà út đập xong rồi thì ông út của bạn mới thoát được và mới ngồi bật dậy được lúc mà ngồi bật dậy là trời ơi ông út kể rằng lúc đó rất là đau luôn mà đau đến nỗi không thể nào mà nói chuyện được luôn sao một hồi vẫn không nói chuyện được bà út hỏi gì với ông mà ông vẫn không kể được cho tới sáng ngày hôm sau thì mới kể lại được cho gia đình nghe là cái bà đó bảo qua tới bên nhà như vậy xong rồi ông út của bạn bị đổ bệnh luôn các bạn bệnh trong vòng mấy ngày và bị đau cổ á đau rất là đau luôn thì cũng từ đó là ông cũng không qua bên nhà máy nữa ở bên đây nhưng mà cái bà đó thì bà chỉ qua bên đây một lần thôi còn riêng bên gia đình của bạn là do xác bên mà em của bạn á thì bạn kể rằng đó là ở trong xóm á là nhiều người người ta thấy lắm người á hả người ta đi qua đi lại có nhiều người á là người ta bị nhét nữa các bạn cho nên người ta nói rất là nhiều và em của bạn là một cái đứa rất là yếu bóng vía em của bạn tên là thi mà bạn kể rằng nó yếu dữ lắm ngay từ nhỏ là mẹ nói rằng cái lúc mà sanh nó ra là cái cơ thể cái uh, sức khỏe của nó đã yếu rồi và hồi mà còn nhỏ nó hay bị giật kinh phong nữa rồi hả là Tuy rằng là bạn nha, bạn ở đó người ta thấy nhưng mà riêng bạn bỗng thấy giống như bạn nặng bóng dứa các bạn cho nên chưa bao giờ bạn thấy mà nghe người này người kia nói hoài. Em của bạn cũng nói thấy hoài, bả qua bả gẹo em của bạn hoài. Sau này khi mà bạn lấy chồng đi lên Đồng Nai ở rồi thì em của bạn cũng lập gia đình và cũng có con. Nhưng mà em của bạn thì ở nhà không có làm dâu cho nên chồng của em là qua đây dạng giống như ở rễ vậy đó các bạn thì cách đây mấy năm trước á là hai vợ chồng bạn về quê chơi khi mà về á thì hai vợ chồng mới rủ á là lúc đó là có hai đứa con bạn đi theo nữa thì cả gia đình mới rủ nhau á là thôi bây giờ đi hà tiên chơi thì bắt đầu đi hà tiên cũng mấy ngày mới về cái lúc mà về thì em của bạn nó rất là mệt nó yếu mà cho nên nó là nó không có khỏe nhiều nó mệt lắm thì nó mới nói gia đình rằng là giờ nó mệt quá Thì nó sẽ uống thuốc Rồi nó vô nó ngủ luôn Chứ nó không có ăn đâu Bắt đầu nó vô thì một hồi sau chồng nó cũng vô ngủ luôn Rồi con nó cũng vô ngủ luôn Thì mọi người trong nhà lúc đó là ngủ hết trơn rồi Chỉ còn có bạn và ba mẹ bạn luôn Chồng với con bạn cũng ngủ thì chỉ còn có bạn và ba mẹ của bạn á là ở phía cái phòng khách ở trước á các bạn để mà nằm coi tivi ghiền phim cho nên không có ngủ ba người nằm coi tivi vậy đó thì lúc này bạn á là bạn nằm kế gần cái phòng của em gái của bạn gần nằm gần phòng của hả ha, là hai đứa mà bạn nói rằng cái lúc mà em coi tivi nha là em cứ nghe hai đứa nó nói chuyện hoài cứ nghe mà không phải là nó nói cái gì mà mình nghe nhưng mà dạng giống như là nó xù xì nó nói nhỏ 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 nó nó qua nó lại á mà bạn cứ nghe hoài thì bạn mới nhìn lên đồng hồ bạn thấy đâu mới có à, cũng khuya lắm rồi là đã 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm rồi thì bạn mới nghĩ trong bụng nó quá lạ ăn thi mới nãy nó nói là nó mệt mà sao hả giờ khuya rồi mà hai vợ chồng nó cứ nằm nói chuyện xù xì hoài móng lo ngủ đi đó thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là sắp kỳ hai đứa này kỳ ha một hồi sau cái tự nhiên bạn mới nghe em rể của bạn á nó chửi vậy nè nó chửi thi nhắc lại nguyên văn luôn nha đủ má mày đó là em rể của bạn nó chửi vậy đó thì bạn nghe bạn nghe mà chỗ bạn tức vô cùng các bạn nãy giờ tụi nó nói xù xì thì bạn nghe nhưng mà bây giờ em rể bạn nó chửi cái câu đó thì bạn lại nghe bạn lại nghe cái bạn tức lắm bạn là một cái người nóng tính bạn mới nghĩ rằng đó là cho cái thằng này sau nay nó nói chuyện gì bất dạy quá vậy trong khi nó đang ở là nó đang ở bên nhà vợ Mà ba mẹ vợ là đang còn thức Đang nằm ngoài đây coi tivi Mà tại sao nó lại hổn đến nỗi mà Nó chửi em mình Mà nó chửi cái kiểu vậy Mà nó chửi lớn như vậy Thì bạn tức dữ lắm Bạn tính rằng lúc đó ba mẹ cũng nghe Ba mẹ dòm nhau nữa sao Quá lạ nay thằng này nó nói gì kỳ Nó nói nó chửi thằng Thi gì kỳ vậy Thì cứ nghĩ rằng là hai chồng nó gây lộn không thôi Thì bạn mới tính rằng á Bạn nói với ba mẹ bạn nói ngày mai á đi ra đây sáng là con sẽ nói vô thẳng vô mặt luôn tại sao mày mày ở bên nhà tao mà mày chửi em tao mà mày chửi cái kiểu mà kỳ cục như vậy là chửi cái kiểu là gia đình tao không có chấp nhận như vậy xong cái một hồi sao chưa có kịp gì chân các bạn chưa có kịp bàn tán ngoài đây chân là một hồi sao thằng em rể của bạn nó nó la làng lên nó kêu ba ơi mẹ ơi chị ơi cái la làng lên cái ba người ở đây mới giật mình hỏi gì ấy gì ấy bắt đầu chạy vô thì khi chạy vô á là thấy đứa con của hai vợ chồng thì vẫn còn nằm ngủ còn hai vợ chồng nó đó, là con thi thì nó nằm trên giường còn chồng của nó thì đang ngồi trên bụng nó mà đang giống như đè hai cái tay nó nó giống như nó đang dùng dãy mà chồng nó đang đè hai cái tay lại vậy đó thì lúc đó là ba mẹ bạn với lại bạn mới chạy vô chạy vô thì hỏi cái gì hai cái gì hai bay làm vậy thiền chồng của con thi mới nói rằng á là trời trời ơi ba mẹ ơi hả con thi đó nó bị dông nhập rồi nó bị hai mẹ con cái bà ma ở bên nhà máy xe lúa đó là qua nhập rồi ba mẹ ơi ba mẹ ơi lúc đó là trời tao nói hả là um sùm hết trơn đến nỗi mà ông bà của bạn nè với lại chú thím của bạn gần đó chạy qua luôn chạy qua luôn các bạn qua đông dữ lắm thì bạn kể rằng lúc đó con thi nó làm thấy ghê lắm con mắt nó trận trắng vậy nè thì em rể của bạn mới kể rằng là mới nãy á là nó thấy cái bà đó hai mẹ con bà ẩm đứa con của bà đứng ở dưới chân giường á bà nói với con thi mà thiệt tình là con không có thấy con chỉ nghe con thi nói chuyện với bà thôi là con thi nói rằng á là hả thôi đừng có bắt tôi đừng có bắt tôi bà làm gì á mà hai mẹ con bà làm gì mà ghẹo tôi hoài vậy trời ơi tôi còn chồng còn con con tôi còn nhỏ vậy lắm đừng có bắt tôi làm ơn đừng bắt tôi thì lúc này chồng của ông Thi mới nghe vậy mới tức Mới tức thay cho vợ mình Cho nên nó là chồng Thi mới chửi cái bà đó là chửi đụng má mày Thì cái lúc mà chồng Thi vừa chửi con đó một cái là cái mẹ này nhảy vô nhập vô ngượng Thi luôn Tự nhiên Thi trợn trắng con mắt lên Mà dùng dãy dùng dãy là cắn nó đi cắn nó đi Mà thiệt tình ha Cái lúc đó bạn đâu có thấy cái gì Bạn chỉ thấy em bạn trợn trắng con mắt vậy nè Trợn trắng con mắt lên thấy ghê lắm các bạn Mà sợ vô cùng mà cái tánh của bà thì cũng nóng mà thấy em mình bị vậy bạn muốn chửi lắm nhưng mà vừa sợ vừa muốn chửi mà bạn nghĩ rằng đó là trời mình còn hai đứa con nữa bà hay ghẹo hai đứa con của bạn mỗi lần mà gia đình của bạn về chơi ha bả chọc con bạn khóc hoài à cho nên nó là cũng sợ thành ra là bạn lại bạn nói nói thôi thôi thi thôi thi em sao vậy bắt đầu chấn cái động thi xuống vậy nè thì ông bà ba mẹ với chú thím á mới nói á, là thôi bà xuất ra đi bà xuất ra đi bà làm gì mà hả nó bà vô cháu tôi vậy vô con tôi vậy chờ xuất ra đi có đói gì á ngày mai á gia đình tôi mua đồ cúng cho bà đừng có nhập vô con tôi cháu tôi vậy ha thì cái vong đó đó con thi nó trả lời nó nói không muốn xuất ra bắt nó luôn bắt nó luôn có đói khác gì hết bắt nó luôn mà có giận trắng vậy nè xong rồi kêu con con cắn nó đi cắn nó đi là ý là cái bà này cái vong nhập vô kêu con của bà là cắn thi đi các bạn cắn nó đi cắn đi thì lúc đó ông thi nó cứ đưa nó muốn đưa cái tay lên để mà nó tự cắn nó mà thiệt tình bạn có thấy đứa nít nào đâu mà cứ nghe con con cắn nó đi ông thi kêu vậy đó thì lúc đó gia đình không biết phải làm sao thì bạn á do là nhà của bạn á thì theo truyền thống đạo phật nhưng mà bên chồng của bạn á thì theo đạo công giáo và khi mà bạn lấy chồng á Đi lên Đồng Nai ở thì bạn theo đạo Theo chồng của bạn luôn Cho nên là bạn hay đi nhà thờ Rồi hay đọc kinh ở bên đó, là đạo chúa các bạn Thì có lúc đó gia đình năn nỉ hoài Mà nó vẫn không chịu đi Nó không chịu đi mà nó trận trắng Nó dùng dãy thấy ghê dữ lắm Lúc này á thì bạn mới là Chấn cái đầu nó xuống bạn nghĩ bạn sợ nha nhưng mà bây giờ em mình mà cho nên bạn cứ chấn đầu nó bạn kêu rằng ra đi thi ơi thi ra hả là cái bà đó ra đi em ơi cố lên được vậy ha nhưng mà nó cứ dùng dãy dùng dãy thì bạn á mới đọc kinh ở bên đạo mà bạn theo bên đạo chúa giáo nha là là bạn cứ một tay bạn á thì chấn cái đầu của nó xuống để cho nó không có dùng dãy còn một tay của bạn á thì đọc kinh bên đạo chúa thì sau một hồi sao cái tự nhiên nó dịu dần dịu dần dịu dần Xong rồi cái bà đó xuất ra luôn Thì nó xỉu Một hồi nữa thì nó mới tính nó, nó mới tỉnh các bạn Và khi mà nó tỉnh là nó Nó giống như một cái cọng bún thiêu vậy đó Yếu vô cùng cái nó mới sợ, nó mới kể lại, nó mới nói với gia đình rằng là Trời ơi ba ơi mẹ ơi, nó kêu ba mẹ, nó nói ba ơi mẹ ơi Hai mẹ con bà đó đó là qua đây muốn bắt con Con sợ quá, nó quay qua nó nói với bạn chị ơi em sợ quá hai mẹ con bà đó qua đứng ở chân giường á bà nói rằng á là hôm nay á là tao muốn bắt mày đi bà nói hả là hôm nay tao muốn bắt mày đi xong cái em mới trả lời á là, là làm gì mà bà theo tôi hoài vậy sao bà không kiếm người nào khác bà theo mà bà cứ theo tôi cái bà này nói hôm nay tao bắt mày đi hôm nay tao sẽ bắt mày đi cho con tao hả là nó bắt mày đi nó cắn mày nè xong hai mẹ con nhào vô muốn cắn em rồi cái em mới la làng lên em mới nói rằng á là À, đừng có theo tôi nữa, đừng có theo tôi nữa vậy đó, đừng có bắt tôi, tôi còn chồng, con tôi còn nhỏ vậy lắm, đừng bắt tôi. thì vừa khi mà em thi nói cái câu đó là chồng của em thi mới chửi lên và khi mà em thi chồng em thi vừa chửi cái câu đó là mẹ này nhảy hẳn vô trong người của em, nhập vô trong người của em luôn, sợ quá, sợ quá, thì nó mới kể lại thì lúc đó là bạn mới ngã ngửa ra rằng là ừ là em rể của mình không phải là nó chửi em thi mà nó chửi cái bà đó nó chửi cái câu đó là bà đó nhập vô trong người em luôn thì khi mà hả nhập vô rồi thì đó mới nãy thì kể đó các bạn thì cuối cùng đó là gia đình của bạn cũng cúng nhưng mà cứ qua chọc hoài luôn bạn kể rằng tới tận bây giờ hồi cái lúc mà thi kể chuyện của bạn đó, hồi sáng này á là thi có vô thi nhắn tin thì hỏi bạn rằng là tới bây giờ còn không em thì bạn nói rằng còn hoài luôn chị qua hả chọc con thi á ghẹo nhát nó riết rồi á là nó cũng chai luôn nó thấy bả riết nó cũng chai luôn nó cũng không sợ bả nhiều nữa nhưng mà cứ qua hoài rồi ghẹo hoài vậy đó cho nên nó là em cũng bực bội thì thi cũng nói rằng là trời ơi vậy là uh, cái xuất xứ là biết bả ở đâu hay không hay là hả tự nhiên mà bả thấy bả như vậy thì bạn kể bạn nói rằng là uh, ba mẹ của bạn với ông bà nội của bạn á là uh, nói hồi xưa ngay cái chỗ này là có nhiều người chết do chiến tranh nhưng mà hồi cái lúc mà sau này thì không ai thấy Mà từ khi mà xây dựng cái nhà máy xấy lúa lên rồi Thì tự nhiên cái bà này có bả cứ hả là xuất hiện hoài Đến nỗi mà những sư thầy mà người ta đi ngang á Các bạn sư còn nhìn vô rồi nhìn vô á Rồi nói với lại hả là bà út của bạn nói rằng là cái con đó nó thành tinh rồi mà nếu mà nó nhìn qua cái gia đình nào nó nhìn qua cái nhà nào á là gia đình đó sẽ bị xào xáo bị cãi nhau trong nhà sống không có hòa đồng hạnh phúc đó là sư nói như vậy các bạn thì tới tận bây giờ cái bà này vẫn còn luôn vẫn còn hiện diện luôn mà cái nhà máy xấy lúa đó thì thi cũng quên hỏi rằng đó là bây giờ còn làm hay không thì nếu mà bạn nghe thì vô trả lời dưới phần bình luận các bạn ha thì bạn kể là tới tận bây giờ bà vẫn còn quậy dữ lắm à, mỗi lần mà bạn đem con bạn về đó là coi như lúc nào nó cũng khóc tối là bị bà này ghẹo khóc đến nỗi mà nản không muốn đem về luôn có lần đó là đem thằng út về bạn có ba đứa con đem thằng út về cũng bị bỏ gẹo nó khóc đến nỗi mà dọn đồ đi trong đêm luôn các bạn đó là đến nỗi mà như vậy thì hy vọng rằng là cái bà này bà có thể siêu thoát các bạn ha chứ nếu mà cứ vất vơ vất vưởng gẹo người này chọc người kia thì cứ tạo nghiệp thêm không có đi siêu thoát được và chắc là cái bà này chết vào cái thời chiến tranh ngay chỗ cái mảnh đất đó cho nên nó là sau này được cái người chủ bà chủ của nhà máy xấy lúa cúng kiến đàng hoàng thì cũng phù hợp cho làm ăn nhưng mà riết không ai cúng bả mất rồi thì không ai cúng thì thành ra là bả mới quậy như vậy thì hy vọng rằng là bả có thể được siêu thoát các bạn ha thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ hai chuyện này á là của một bạn nữ bạn nữ này quê ở bình thuận thì bạn kể rằng á là trước đây bạn ở du ở quê xong cái bạn vào sài gòn thì ban đầu bạn vô á là bạn ở chung với lại cậu mợ của bạn là bạn ở chung với cậu mợ bạn trong suốt 2 năm sau đó là bạn cũng đi làm rồi cũng có công việc ổn định bạn làm giày da ở bên gò dấp á cho nên nó là sau 2 năm thì bạn nói với lại cậu mợ của bạn á là cho con đi ra ngoài con ở riêng để mà có thể thoải mái hơn ở chung cậu mợ nhiều khi là cũng gò bó tù túng dữ lắm thì cậu mở của bạn cũng cho bạn đi ha thì khi mà bạn đi tìm phòng á là bạn thuê một cái phòng phòng này là phòng số 3 ở trên tầng 1 thì ở trên cái tầng 1 này là có 5 phòng tổng cộng mà hai bốn cái phòng kia hai bên là đều có người trên rồi chỉ có cái phòng số 3 là không có người thì bạn mới vô đây bạn ở mà khi vô đây ở thì cái phòng cũng dơ dữ lắm giống như là đã lâu rồi mà không có ai ở hết các bạn thì bạn kể là ngay cái ngày đầu tiên luôn là cái lúc mà em đi làm về xong các em cũng qua em dọn dẹp xong xuôi dọn xong hết rồi thì tầm lúc là 9 giờ tối lúc đó em mệt quá cho nên nó hả là mới nằm lăn ra ngủ luôn thì khi mà đang ngủ vậy đó ha cái tự nhiên á là nghe tiếng động ở ngay chỗ cái cửa thì bạn mới nghĩ lúc đó là bạn không có mở mắt nhưng mà bạn nghĩ rằng ủa mới nãy mình ngủ là mình đã đóng cửa rồi Ủa mà sao tự nhiên nghe tiếng động ai mở cửa vô hay sao á Thì bạn mới mở mắt ra Khi mà bạn mở mắt ra bạn nhìn Thì bạn thấy rõ ràng một cô gái Mà cô gái này lớn tuổi bạn là tầm cũng khoảng hai mấy ba mươi rồi Mà tóc cổ ngang vai nha Cổ mới từ ở ngoài cửa nhưng mà không phải là mở cửa Mà cổ đi xuyên qua cái cửa các bạn Cổ đi xuyên qua cái cửa Bạn thấy vậy là bạn biết là ma rồi Thì lúc mà cổ xuyên vô ha Là cổ mới đi lướt lại ngay chỗ bạn nằm á cổ mới nằm xuống kế bên bạn cái lúc mà cổ nằm xuống thì cổ mới đưa cái tay cổ mới vuốt từ ở trên cái mặt của bạn nè vuốt xuống vuốt 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 xuống tới ngực mà khi cổ vuốt tới đâu á là bạn ngọt tới đó càng lúc càng ngọt tới đó trời ơi bạn không thở được các bạn không thở được thì bạn biết là ma biết ma rồi trời ơi, trời ơi, mà không dùng dãy được thì một hồi sao bạn mới nhớ lại lời của người thân dặn rằng nếu mà gặp cái gì bất chắc á thì niệm phật thì lúc này bạn mới niệm Phật các bạn Thì khi mà niệm Phật ha Là bạn thấy cái cô này ngồi dậy Xong cái đi ra ngoài mất tiêu luôn Thì khi mà cổ đi ra ngoài mất tiêu Đi xuyên qua cái cửa đó Thì bạn ở đây mới thở được Trời ơi cái lúc đó bạn thức cho tới sáng luôn các bạn Cái lúc giật mình thức dậy thì Khi mà bạn đi ngủ là 9 giờ Tới cái lúc mà thấy cô đó cô đó đi rồi á Thì bạn ngồi dậy dòm đồng hồ lúc đó là 12 giờ đêm bạn mới mật đèn lên đâu dám ngủ nữa đâu ngồi cho tới sáng cho tới sáng hôm sau do quá mệt do là không có ngủ nguyên đêm đó cho nên nó là đâu có đi làm nổi thành ra là phải gọi điện để mà xin nghỉ làm thì khi mà xin nghỉ làm á là cái ngày hôm đó đó là bạn cũng có đi mấy cái phòng kia mấy cái phòng mà kế bên mình cũng có hỏi hỏi người ta thì không ai biết đó không ai biết hết, không ai nghe nói gì về phòng đó chỉ thấy rằng cái phòng đó là từ nào giờ để không không có cho ai thuê thôi. Mà thí dụ như nếu mà có cho thuê thì khoảng tuần hai tuần sau là người ta đi à chứ người ta không ở lâu dài. Mà có người nói rằng từ lúc vô tới giờ là không ai mướn hết thì bạn mới đánh liều, bạn xuống bạn hỏi thẳng cái cô chủ nhà, cái cô chủ nhà thì nhà kế bên đó. Thì khi mà xuống hỏi thẳng thì cổ mới nói rằng là à ban đầu á thì cổ chói các bạn cổ không có nó không không có gì đâu con đâu có gì đâu nhưng mà bạn nói cô nói thiệt đi con không có dọn đi đâu à con hỏi cô á là chỉ là để cho con á là biết để mà con cúng kiến cho cái người đó chứ con thấy vậy là con thấy không ổn rồi cô nói thiệt đi con không có dọn đi đâu thì khi mà nghe bạn nói như vậy á thì bà chủ nhà bà mới kể bà nói rằng á là trời ơi cách đó là cũng nhiều năm trước mấy năm trước á là cái phòng đó là cho hai người thuê là một cặp tình nhân thì hai người này thuê ở với nhau thời gian cũng được là gần cả năm nói chung là sống cũng rất là hạnh phúc các bạn bình thường xong rồi tự nhiên một hôm á là cái 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 anh con trai á nói với lại người yêu của mình rằng á là phải về quê gấp là do mẹ của anh bị bệnh cho nên á là mẹ kêu về quê gấp thì khi mà kêu về quê không biết làm sao là thật sự là đâu phải là mẹ anh bệnh đâu mà anh về quê để mà lấy vợ theo lời gia đình bắt các bạn thì lúc này cái cô này nghe được cái tin đó cho nên cổ đã tự vẫn trong cái căn phòng này thì từ khi mà cổ mất cái lúc mà cổ mất thì cũng báo về cho gia đình gia đình cổ cũng đem xác cổ về rồi cũng đem đồ đạc cổ về sau đó là cô chủ nhà cũng có cúng nhưng mà sau đó là không có cho ai thuê được cả cứ người ta vô là cũng nhát người ta rất là dữ các bạn cho nên riết rồi không có ai ở được hết thì thành ra là cứ để trống cái phòng đó là cũng cả năm trời rồi không có ai ở thì bạn mới vô bạn ở mới đây đó khi mà nghe xong thì bạn cũng sợ dữ lắm thì cô chủ nhà có nói thêm rằng là sau khi mà cái cô bé đó mất đó là cô chủ nhà này có mang thai thì khi mang thai đẻ đâu được khoảng chừng một tuần lại á thì hôm đó là em bé khóc quá trời luôn thì cổ mở mắt ra cổ thấy cái cô đó đó là đứng ngay chỗ cái cái nôi của em bé trời ơi cổ giật mình cổ la lên chồng cổ mới hả là giật mình dậy hỏi gì vậy em thì cổ nói rằng là nhỏ đó nó đứng ở dưới nôi xong rồi là đêm nào cũng nhìn thấy riết rồi cô này cũng không có sợ mà chỉ nói rằng là đừng có quấy phá em bé để em bé khóc các bạn riết rồi là À, hả là cứ đứng đó hoài cũng không sợ nữa tới khi mà cổ xanh đứa con thứ hai thì không có thấy cô này thì sau khi mà bạn nghe cái cô chủ nhà này nói vậy đó thì bạn có mua đồ bạn cúng bạn khấn vái bạn nói rằng đó là cho em ở đây chứ à, tại vì em cũng nghèo đó cho nên nó là em phải đi làm thì em ở đây em không có quậy phá gì đâu à, chị đừng có nhét em thì cuối cùng là bạn vẫn ở bình thường không có dọn đi sau khoảng 2 tuần á là có một chị nữa vô ở ghép là hai chị em ở bình thường không có sao nữa cả các bạn thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thi đã kể xong tập 975 rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 976 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha à, thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào